quỹ đầu cơ khu vực châu Á đã có tháng 6 tổn thất nặng nề trước đà rơi tự do của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Xu thế giảm bất ngờ của thị trường đã khiến cho ngay cả những quỹ đầu tư nổi tiếng cũng phải rơi vào tình trạng thua lỗ. Và chính vì diễn biến này mà nhiều quỹ đầu tư đã chủ động hạ mức tăng trưởng lợi nhuận của năm nay trong bối cảnh thị trường chung được dự báo sẽ còn gặp nhiều thách thức vào thời gian tới. Sau 6 tháng sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc, các quỹ đầu cơ ở khu vực châu Á đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là tháng đầu tiên thua lỗ của các quỹ đầu cơ sau 13 tháng liên tiếp có lợi nhuận. Ngay cả các quỹ đầu tư nổi tiếng như Pine River Capital hay Hybrid Capital đều không thoát khỏi đà lao dốc tự do của thị trường chứng khoán từ Trung Quốc cho đến Hồng Kông. Trong đó, chỉ số quỹ đầu cơ châu Á Eureka Hash đã mất đến 1,3% vào tháng 6, đánh dấu tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2014. Trước đó, các chỉ số chứng khoán của thị trường Trung Quốc đã đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 6, trước khi lao dốc lên tới đỉnh điểm đến 40% vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, Diễn biến này đã khiến cho thị trường này bốc hơi hơn 3.000 tỷ đô la. Bên cạnh đó, tình trạng lao dốc tự do cũng khiến cho chỉ số topic của thị trường Nhật Bản giảm 2,6% trong tháng 6 do ảnh hưởng từ tình trạng bán tháo trên diện rộng. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm nhà đầu tư lo ngại về khả năng Hy Lạp có thể phải rời khỏi Eurozone khi vẫn chưa đạt được thỏa thuận với các chủ nợ. Và cũng chỉ trong tháng 6, quỹ đầu cơ 1,3 tỷ đô la của Trung Quốc là Pi River đã giảm đến 4,1% giá trị, quỹ quản lý tài sản Myriad cũng mất hơn 3,6%, hay quỹ đầu tư Marocco Bolobur đã trượt dốc đến 6%. Theo thông tin từ quỹ đầu cơ Rare ở khu vực châu Á, thì chỉ có khoảng 35% khách hàng của quỹ này kiếm được lợi nhuận vào tháng này, trong khi các quỹ hoạt động tại Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính vì sự sụt giảm mạnh vào tháng 6 đã khiến cho quỹ đầu cơ Pi River hạ mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm nay chỉ còn 14%, thấp hơn nhiều so với mức 30% đạt được vào năm ngoái, nhờ vào sức bật từ các chỉ số Shanghai và Hồng Kông nối tiếp đà giảm của tháng 6. Chỉ trong tuần đầu tháng 7, lợi nhuận của các quỹ đầu cơ vẫn chưa thể hồi phục trở lại khi mà chỉ số Sang hai Composite tiếp tục lao dốc đến 18%, mặc cho chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh tay hơn nhằm ngăn chặn đà giảm tốc của thị trường. Những phương án này bao gồm cả việc tạm dừng giao dịch hơn 1.300 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, tương đương 72% doanh nghiệp bị đóng băng toàn thị trường. Bên cạnh đó còn là việc hoãn lại các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO, đưa ra quy định cấm các doanh nghiệp và ban lãnh đạo bán cổ phiếu. Ngoài ra, để hạn chế đà rơi của thị trường chứng khoán, các ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã bơm vào thị trường 209,4 tỷ đô la. Đến thời điểm này, mặc dù xu thế lao dốc của chứng khoán Trung Quốc đã chững lại, nhưng nhà đầu tư vẫn còn đang trong tâm lý vô cùng thận trọng. Tuy vậy, thực tế cho thấy không phải quỹ đầu tư nào cũng gặp phải thua lỗ vào thời gian này. Trong đó, quỹ Outrisk đã tăng 2,9% vào đầu tư dài hạn. Quỹ này chỉ tập trung chủ yếu vào các hoạt động tư vấn thâu tóm và sáp nhập M&A trong 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, quỹ đầu cơ của Hồng Kông Nine Mastad Capital cũng có được lợi nhuận từ việc hưởng chênh lệch giá giữa giá vốn và các khoản tín dụng được bán ra trong cùng một doanh nghiệp